Những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ ca sĩ Selena Gomez nhằm giáo dục người trẻ về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và tâm lý đã được đền đáp. Theo nguồn tin của People, cựu ngôi sao Disney đã nhận được giải thưởng danh dự Motor E. Ruderman Award nhờ những đóng góp của cô trong việc tiếp tục thay đổi nhận thức của công chúng về vấn đề sức khỏe tâm lý. Trong video nhận giải, Selena, người đã rất cởi mở về căn bệnh rối loạn lưỡng cực của mình trong nhiều năm vừa qua, chia sẻ niềm vinh dự khi được công nhận. Cô chia sẻ rằng cô muốn thay đổi sự kỳ thị liên quan đến sức khỏe tinh thần. Cô tâm sự rằng mình đã cởi mở và trung thực về hành trình chiến đấu với bệnh tâm lý của mình, dù điều đó không dễ dàng gì. Ban tổ chức giải thưởng cũng ca ngợi Selena Gomez với những đóng góp của cô trong nhiều năm qua đối với các căn bệnh liên quan đến sức khỏe tinh thần. Theo đó, ban tổ chức cho rằng Selena xứng đáng được công nhận khi đã lên tiếng về những thách thức sức khỏe tâm lý. Đồng thời, cô đã luôn làm việc không mệt mỏi để chia sẻ, nâng cao nhận thức của mọi người cho vấn đề sức khỏe tinh thần này. Gần đây nhất, Selena Gomez cho ra mắt bộ phim tài liệu về cuộc đời của mình mang tên My My and Me. Bộ phim nói về 6 năm khó khăn nhất trong cuộc đời ca sĩ diễn viên sinh năm 1992 khi phải đối đầu với quá nhiều khó khăn. Mới đây, trong buổi phỏng vấn với News One, nam diễn viên Ryu Yun-jeon chia sẻ thị lực của anh bị ảnh hưởng sau khi tham gia bộ phim The Owl. Trong dự án này, anh đóng vai một bác sĩ châm cứu bị mù, chỉ nhìn được vào ban đêm. Hơn một năm kể từ khi bộ phim The Owl đóng máy, diễn viên Ryu Yun-jeon cho biết do thói quen của nhân vật, hiện tại anh chưa thể nhìn rõ vào buổi sáng. Ryu Yun-jeon chia sẻ rằng mắt anh gần như bị mờ trong khoảng thời gian đó. Nam diễn viên đã tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nam diễn viên cũng khẳng định tác phẩm này mang đến cho anh cảm xúc đặc biệt và cảm giác hoàn toàn khác những trải nghiệm trước đây. Anh tâm sự rằng bộ phim đã cho mình những cảm xúc lẫn lộn và giúp anh học được nhiều điều. Trong buổi họp báo tháng 10, Ryu Yun-jeon bật khóc khi nhận được lời khen ngợi từ diễn viên gạo cội Yoo Hae-in cho vai diễn trong phim The Owl rằng anh đang từng bước trở thành một ngôi sao lớn. Ryu Yun-jeon sinh năm 1986, bắt đầu diễn xuất từ năm 2012 và được biết đến qua các tác phẩm Reply 1988, Alien Oil và Lost. Trước khi trở thành diễn viên, Yun-jeon đã từng làm nhiều công việc khác nhau như gia bánh pizza, gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thương hiệu Nhật ký công chúa sẽ chính thức trở lại sau gần 2 thập kỷ vắng bóng. Tuy nhiên, bộ phim chưa xác nhận sự trở lại của công chúa Mia. Mới đây, tờ People đưa tin phần hậu truyện thứ 3 trong loạt phim về Nhật ký công chúa đang được Disney sản xuất. Hiện chưa có thông báo chính thức về sự trở lại của Anne Hathaway trong vai công chúa Mia xứ Genovia. Theo Hollywood Reporter, phần kịch bản của bộ phim sẽ do biên kịch Adrita Mukherjee chấp bút. Bộ phim được xác nhận sẽ tiếp nối câu chuyện từ Nhật ký công chúa 2, đám cưới hoàng gia năm 2004, thay vì khởi động lại toàn bộ thương hiệu. Trước đây, nữ diễn viên Hathaway từng chia sẻ mong muốn được thực hiện phần 3 cùng Julie Andrews. Cô tâm sự rằng cô không chỉ muốn đó là một bộ phim giải trí mà còn thực sự dành tâm huyết của mình. Nhật ký công chúa xoay quanh cuộc sống của Mia Thermopolis, từ một cô gái bình dị, bỗng phát hiện mình mang thân phận hoàng gia và là công chúa của vương quốc Genovia. Bộ phim dựa trên series sách cùng tên của Meg Cabot và gây được tiếng vang ở cả hai phần. Loạt phim Cabinet of Curiosities do Guillermo del Toro sản xuất kể những câu chuyện kinh dị khác nhau nhằm đả kích lòng tham và sự đố kỵ của con người. Loạt phim gây ấn tượng mạnh với người xem nhờ những triết lý sâu sắc ẩn đằng sau những câu chuyện. Giới mộ điệu thường nhờ tới Guillermo del Toro qua những bộ phim kinh dị độc đáo và trộn yếu tố thần thoại huyền ảo. Và loạt phim Cabinet of Curiosities cũng không ngoại lệ. Series mở đầu bằng những lời dẫn dắt của del Toro với chiếc tủ bí ẩn cổ xưa chứa đựng những đồ vật mà ẩn sau là loạt câu chuyện rùng rợn, huyền bí, khơi gợi sự tò mò xen lẫn nỗi kinh hoàng. Del Toro thể hiện mình là một nhà sưu tập tài ba khi mỗi tập phim đều chất lọc từ cảm hứng về thần thoại, văn học, xoay quanh những chủ đề như lòng tham, niềm kiêu hãnh và sự phù phiếm. Những sinh vật trong phim được xây dựng sống động, công phu, tạo nên những màn trình diễn ám ảnh và mãn nhãn. Cabinet of Curiosities tập trung vào những nỗi sợ không tưởng của con người. Tuy nhiên, loạt phim tập trung vào việc xây dựng quái vật kinh dị hơn là khai thác cốt truyện một cách mạch lạc, logic.